Mẹ chồng bán trái cây thì sắp bay chiếc xe đẩy, còn con dâu thì nhận quà. Dạ, Vinh chào cả nhà nghe. Thì sáng nay á, thì là anh Kiên là chở cô Bảy là mẹ chồng của Trinh Khờ đi làm lại hàng tiền đạo đó cả nhà, đi nhổ đó. Nhưng mà mới thấy về rồi không biết là tình hình nó như thế nào, để bên mời cả nhà mình cùng gặp cô Bảy để trò chuyện xíu nha cả nhà. Chào Bảy nha. Chào, đang chiên cá ha. Bữa nay là mẹ chồng là vô vô bếp ha, nấu ăn luôn ha. Rồi hồi nãy là vô gãy. Hồi nãy là thấy anh Kiên là chở Bảy đi đó. À, làm bộ tiền đạo đó, đi nhổ tiền đạo đó thì được không Bảy? Nhậu không được, tại vì người ta nói là hay áo không dám nhậu, Là tăng huyết ha, tăng nên huyết áp á, nhậu không nhổ được, không dám nhậu, không được. Hỏi nhiều chỗ không Bảy? chừng là hết luôn rồi đó. Rồi vụ này tao thấy không nghi nghi quá, thấy nghi không thành quá. Giờ không biết sao. Thì để coi như thế nào, tại vì nó rất là khó, với hai nữa nó quá trời mất thời gian. Thì nó hẹn hẹn 7 khoảng bao lâu? Nhậu thì nó như một cái là từng lễ nhỏ một lần, từng nhỏ lễ nhỏ một cái đó, là trong khi đó là được Bảy nhiêu bốn cái? bốn cái Bốn cái, bốn tuần bốn là hết một tuần tháng à? tháng, giờ một tháng sau nữa nó mới được trồng được, Trời ơi, chị ra là hai hai tháng luôn, hai lâu tháng dữ lắm luôn. rồi, Dạ đúng rồi, thời gian gì thời cũng rất là gian lâu. dài dữ lắm. Coi như mà tầm khoảng nửa tháng đổ lại thì có thể là ok. Về cho vợ tôi xin là ngưng luôn được sao? Dạ. Ngưng hả, sao đó? Không, cái vấn đề đó con không biết, tại con cập nhật tình hình thôi, cái vụ đó con đâu biết đâu. Giờ tôi xin ngưng đi, Dạ phải xin ngưng luôn hả? ngưng đi giờ, hả? Có giúp được cái gì nữa là Vậy giúp giúp cái gì mới được chứ, bởi vì tự không biết nhiên giúp gì luôn, thì nói vậy thôi. Thì đầy đủ rồi. rồi bữa nay tao thấy xe về chống học của Bảy. Bán nhỏ kia rồi nó mua đồ mũ của nó, cũng đẩy đi kiếm mũ bán mua mà không có mũ. Giờ cái để ba cái cam đi bán, cam kia bán hết, phai cái gì đó bán hết đó, thì còn là bán động đó, thì như mình cái vốn mình ăn thâm thủng hết luôn, nó không có lời, nó vậy đó. Ủa sao kỳ vậy? Bán thì bán hết thì lời, Là mà không hết thì vốn ăn. Mình không sao, mình không ăn, mình ăn ngay cái khúc mà chút lời lợi đâu có đâu, nó bán từ đồng từ cắt, từ bán lỗ bán lời bán quả nhiều để cho nó hư. Trời, có vụ mà đó luôn hả? Bán cái vụ mà sợ nó hư mà bán Mình sợ bất chấp luôn đó hả? bán mình Trời sợ ơi. á, Vậy mua thì mũ rồi thì mua cũng không có nữa. Giờ người ta mua quá trời luôn, mua mũ phải đẩy theo từng nhà, từng nhà để xa lắm. phải đẩy theo từng nhà rồi thêm cái nữa mới được. Đẩy rồi từ từ mới có mối quen, từ từ người ta quen mặt này kia, người ta thích bán cho Bảy người ta mới bán chứ. Còn mới đầu mà lập nghiệp mà ai đâu mà có. Lý như là theo lời Bảy Bảy nói là cũng như là trái cây này là xong rồi đó phải Trái cây rồi thì cũng từ từ để đi bán tiếp mới được. không? À. Tại vì 2 ngày nay mất đi ăn, giờ hai ba ngày nay không có được thành công luôn. Ta lực áp mình không dám nhổ, nếu mà nhổ do tới chuyện thì nhổ thì một tuần nhổ một cái, tại vì người ta theo dõi mình coi cỡ nào vậy đó, coi vô túi áp mình nào sao sao ổn rồi không. Rồi chào Trinh nghe. Chào khán giả. Chào Trinh buổi sáng hen. Rồi hồi nãy là mẹ chồng đi về là thấy là hình như là cái làm lại bộ tiền đạo là chắc là thấy không xong rồi. Trái cây này kia thấy cũng nghe cô Bảy nói cũng không xong luôn. Rồi Trinh cảm giác như thế nào Trinh? Em thấy buồn giùm cha mẹ là không được chồng con. Rồi sao nữa? Buồn chồng dân rồi cho bà ăn uống này kia được.
Thì đó, vấn đề đó phải chịu thôi, tại vì thời gian là quá lâu rồi. Dạ. Rất là khó. Hết nước luôn. Hết nước luôn. Sao bữa nay ở nhà mà hai người không ai làm đồ ăn hết trơn vậy? Để bảy đi về đó mất thời gian rồi vô chiên nữa. Anh chồng uống hết rồi, để đến chiều ăn sáng hai chồng ăn rồi. Còn mẹ phải đi có chiều về. Không có làm đồ ăn. Vậy hả? Dạ. Vậy là mỗi lần là mẹ chồng về đây là làm ăn riêng vậy đó hả? Hả? Con quên. Bảy đi nãy đi sao không dặn kêu lại hay đó vô rồi chiên cho bảy ăn, đi phải đi về rồi tới giờ này mới đi chiên đồ ăn ăn. Bảy đi về mà cũng ngoài đâu. Bây giờ mình nó chiên ăn nữa, chiên thì mình chiên. Rồi bữa nay có những nỗi buồn gì mà sao thấy mặt mày nó không được buồn. Dạ bảy chồng con được buồn ha. Tiền đạo mà cho mày hoài. Còn Trinh nè, bữa nay sao thấy không được vui vậy? Sao vậy? Ơi hả? Mình đây nó bị hoài. Từ từ nó hết. Do mới chơi này nè, nó thôi lấy ra, lấy đây ra. Biết sao không? Con tôm á. Chán mà chịu, đã nói dặn rồi không chịu nghe. Còn quên. Quên, bữa nay bắt đầu là nó hơi dảnh lên rồi đó. Bự bên ra rồi đó. Sân á, nó ba bự á. Đã dặn rồi mà không chịu nghe, lì. Cái ba cái ba xong cái nồi nó bay chân. Ăn giờ rồi nè, chú Vinh. Còn vô ăn đi ra ăn. Còn màu nữa. Còn một đợt lên màu nữa mới chính thức là lên màu, bây giờ người ta chỉ dặm thôi, hiểu không? Còn cái đợt ta lên màu nữa vậy phải từ từ cố gắng, đã dặn rồi đó. Bữa nay kìa, trời ơi nó dảnh kìa. Ui tội không nghe. Uống thì uống cà phê sữa, cái màu cái màu sẫm. Ăn mời Trinh nè, nghe là chú khuyên nha, là mình á muốn đẹp là mình cố gắng ha, đồ ăn đủ này kia cho đàng hoàng nghe. Dạ. Không có dụng vậy nghe. Bị là mẹ không cả. Vậy. Một cái lần á, còn chảo cái lần có mấy con tôm. Tôm chứ tính gì cả. Còn không nữa thì ăn cho nhiều vô. Cái thể loại mô dảnh nó cũng mới lạ đó, mẫu mới đó, coi chừng lợi thích. Ôi. Cho nó dảnh lên, ở trên thì dảnh ngược lên trên. Muốn nữa ăn cua. Ừ, đó. Không muốn. Ừ, cái uống cà phê cho giữ vô, cái vài bữa nữa cái đầu là thành môi đen. Không còn màu cam nữa. Không còn màu cam đào nữa, qua là màu đen luôn. Rồi có tha xung này dưỡng lên không? Có. Nhớ đều vô ngang cho đẹp ngang. Dạ. Đã sách đi gọi là làm là cho đẹp lên rồi mà không biết mà sử dụng nữa rồi. Chừng nào đi nó qua đợt dặm này kia, qua thời gian nữa là bắt đầu là thoải mái rồi. Dạ. Muốn làm gì làm. Dạ. Trời ơi. Bữa nay nè, ê coi nhìn kìa cái môi nó bữa nay kìa. Trời ơi, nó dảnh lên luôn rồi kìa. Tới công chuyện luôn, nó dảnh bên đó. Thương anh luôn rồi. Phải chịu rồi, biết sao giờ. Con ăn tép. Ăn tép. Tôm càng xanh là tôm hùm á lách cà, không là thứ gì mà chịu nổi. Chú không ngủ đi ăn hải sản. Trời ơi. Không có gì ăn. Xong môi lòng dẹp lo ăn hải nghe, sản. Nghe nói mức mười cái chắc ăn hải sản. Trời ơi. Nhẹ nhàng đúng không? Thiệt tình luôn á. Đi đấy, gì đấy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú đi. Thấy đây, cái gì đây? Một chai dầu ăn nha. Kêu ngày qua nãy kêu đi mua gạo đấy, sao con không mua. Một bao gạo với một thùng mì ha. Trời ơi, chú ý xách lại cho ha. Chào ăn. Chào Trinh với chào Bảy nha. Ngày hôm nay mình cũng có đến Bảy với Trinh.
muốn đem quà lại là 10 kg gạo với thùng mì với chai dầu ăn. Dạ. Và chị giá là 300.000. Dạ con cảm ơn ông trời cho con chúc mạnh giỏi mạnh khỏe là mong phát tài phát lộc. Tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê huyên. Tỏi câu khác rồi. Tiền ra như nước mắm nhảy. Ừ. Vậy em đem quà về mừng không anh Trinh? Dạ mừng. Tháng có mì ăn nữa. Mì luôn ha. Dạ. Sáng giờ có làm gì không? Dạ có. Ngủ. Làm gì Trinh? Ngủ, mẹ chồng mình đồ ăn trăng. Nó hào sướng không? Nào giờ thấy là con dâu ở đâu mà sướng gì không? Ngủ đó. Từ từ là con dâu làm cho mẹ chồng ăn, giờ mẹ chồng làm cho con dâu ăn ngược lại luôn rồi đó. Con không biết làm dụng vậy, tại như vợ con làm chính rồi đó, rồi đồ ăn rồi xong hết, xài làm xong rồi đó. Có viên gạo mà. Trời ơi. Trời ơi, trời nhỏ này. Trời ơi, con đèn không bác sĩ phải ngồi cởi ngăn. Không được. Tỏ ăn cơm nè, cơm tép nè. Nhỏ này là tôm tép nè. Trời đó, con ăn mì đó chú ơi. Mì tôm đó phải không? Không dính miếng nào chân chật. Dạ. Không dính miếng nào chân chết hả? Đâu đâu có màu đó, mà tại cho đúng cà phê nó sẫm cái màu lại bữa lên đẹp lắm. Mà tại nó vậy á. Lộn rồi. Lộn cái gọi một cái rồi đó. Con điện hỏi về gì đó. Lộn cái gọi đó. Là bà đang chưa có lên màu, bởi vì là giọng như là thử hơn mời chứ. 2 tháng ăn trái cây vô lên màu. Không đúng 2 tháng phải lên màu. Đây nè, người ta có dặn rõ ràng mình sử dụng á, khi mà mình làm cái này nè, ăn những cái uống những cái đồ sáng nước ăn là... còn ăn á là mình phải là có né con này có kia. Dạ. Chứ không phải là đụng cái gì cũng quất. Quất thì vài bữa, quất thì vài bữa là gì nè, nó dảnh lên ở dưới dảnh xuống dưới dảnh này. Trời, lúc đó là thằng lúc đó mà thằng lại nó đi kiếm mà cô nào đó không ai mà đi kiếm giùm đâu. Nè mình này xăm môi á là kỹ nhất là tôm tép nè, thứ hai nữa là nước tương nè, thứ ba là rau muống nè. Chứ gì nè, chứ gì làm đẹp cho chồng hơn, coi như làm đẹp cho chồng gì chồng. Cái đó không phải, cái đó không phải, đừng có tỏi thừa mình làm đẹp lên mà sao, cái đó là cho mình, thấy không? Người ta có dặn rồi. Muốn đẹp thì phải làm theo. Ok. Ok, tặng ok không à. Ok cho có. Ôi anh nào đẹp trai vừa qua tới ta. Ê, anh nào hả? Anh nào hả? Kéo cửa lên cái. Anh nào chứ hả? Ai Chính? Chú. Chú nào? Trung Kiên. Kiên. À chú Kiên đẹp trai hả? Chú Kiên. Đi chồng tâm chồng có được chứ. Được chứ? Không được. Bảy chồng sao là bảy? Thất bại rồi. Bị bác sĩ kia tật lại. Con một sức gạo, một hồng mì, một cây dầu ăn. Trời mới biết gì dùng cái từ sức gạo luôn mới chịu nghe. Thì cũng con chúc con ai là mong phát tài phát lộc, tiền vô như nước, tiền ra như giọt nước nhảy. Chúc tôi luôn luôn mình giỏi mình khỏe, trẻ đẹp, luôn luôn trẻ đẹp, trẻ mãi không dài, sống lâu trong chăm đợi dễ thương. Còn gì nữa không? Luôn luôn xinh tươi như hoa hồng. Còn gì nữa không? Hết. Hết thì hết. Hết thì cũng cảm ơn đã trao những cái phần quà vô cùng quý giá này đến gia đình hang. Rồi Bảy ơi, mình nhận được phần quà như vậy trong lúc này nè, cảm giác mình như thế nào nè Bảy? Cũng mừng dữ lắm. Mừng hả? Nhờ mấy cô Hằng Nga cũng không phải gỡ về cho mấy chú Mạnh Hồng Quân và đem về cho một sức gạo gì? Vui chơi tổ kênh, chú kênh cho. Trời ơi, dâu dài bà rộng luôn kìa. Rồi tiếp Bảy, nói tiếp Bảy. Nói tiếp Bảy, nói tiếp Bảy. Chú Quý. Chú Quý. Chú Quý. Gạo với mì với cho dầu ăn. Nói chung thì tụi con á, đến á thì chiếu là nói chung là chỉ là nhờ được sự trợ giúp của bà con, nhờ tụi con gửi cho gia đình thôi. Đó.
Ôi cũng đừng cảm ơn tụi con quá Bảy ơi, không sao đâu ha. Con là trên tinh thần lúc nào cũng vậy, đi bất kỳ chỗ nào không phải riêng là chỗ nhà mình, đó chỗ nào cũng vậy chân á. Đó mấy chú và mấy cô rồi cũng ủng hộ tiếp nữa, cũng cảm ơn nhiều lắm. Ừ. Hồi nãy con nghe Bảy nói gì mà trong giây phút gì trong nhà hết gạo hả? Ừ. Wow, hết gạo kêu nó mua gạo mà nó không quên hoài nè. Rồi vậy là đúng điệp luôn, khỏi mua luôn. Rồi chỗ ăn đó. Rồi. Đủ luôn. Khỏi đi mua luôn. Mẹ thương bảo con. Con gái dùng trong mai kia bốn nợ con đi lấy chồng mà đòi gả đi chỗ khác nữa. Bảy ơi, tính sao vậy? Nó đòi đi mai kia mốt nợ rồi lấy chồng nữa kìa. Chị ơi mà chị kia mốt nợ con đi lấy chồng. Rồi sao vậy? Bảy giải biết được trả lời luôn. Chịu gả con không mà chịu. Trình đâu tới công chuyện luôn. Tới công chuyện là chồng với gã con dâu. Được không ta? Cái này có không ta? À. Được không Bảy? Mấy thằng gái 12 bến đấy, biết bến nào trong biết sông nào, được biết dỗi hai mai một ngày con xuất giá theo chồng. Ghê tởm. Nhỏ nghe phái phái. Sắp có chồng nữa rồi, hên quá phái phái. Không có chồng nữa. Không, nếu mà mấy cô Bảy này cũng chính chính như là năm thường viên lắm đó nghe. Vậy năm thường viên cũng tự luôn đó. Không lợi luôn á, chúng coi dữ. Chúng luôn á. Nó nói chứ, bữa cô Bảy cũng nói rồi, không chịu năm thường viên. Trời ơi, cái này mà năm thường viên mà dời ra trong nhà nữa là. Nói cho mò là tới đây chúng không rồi lại luôn á. Đó, bỏ vậy đó, chú Năm hay lắm đó. Chú Năm nghe phong phanh là ở đâu mà tinh tinh là chú Năm có mặt đó nghe. Có liền luôn đó. Ừ. Ghê lắm. Ừ, chú Đã Năm bây rồi. Giờ cô Bảy nghe nói là bữa không chịu chú Năm sầu riêng rồi, chuyển qua chú Sáu Ổi. Đó đúng, không đó, không đó, chuyện đó, 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 đó. Bây giờ gặm cỏ không có già rồi còn nhớ đâu mà lấy chồng. Cái không lẽ mà cô Bảy không chấm bút được sao? Cái gì? Cái gì mà chấm với mút đâu đây nữa? Chấm bút. À chấm bút hả? À chấm bút. Lọc. Không cảm, không gặp. Chấm bút. Mai kia mốt nọ con gì lấy chồng. Mai kia mốt nọ mẹ đi lấy chồng. Mẹ ơi, nhớ đem bánh gì cho con ăn nha. Nhớ đem sầu riêng gì cho con ăn nha. Sầu riêng, hái riêng lắm đi chứ. Con dâu này không yên mà. Thơm, sầu riêng để trong nhà thơm nứt luôn mũi. Hay mà. Mày nghe không? Hái sầu riêng lắm. Cô Bảy ơi, nghe Trinh nói là nhờ cô Bảy đi tỉ chồng cho Trinh kìa. Cô Bảy nghĩ sao? Gả chồng trơn dâu luôn. Bà về chồng, gả chồng không, năm nay mấy chục năm mà ha. Nhưng mà tôi chưa có ai nói là chưa nói là yêu gả hả? Gả chồng cho mẹ vậy đó. Ừ. Chưa nghe nói. Gả mẹ cho vậy, gả chồng vậy vậy cứ Bảy gả mẹ chồng đi luôn. Gả mẹ chồng đi luôn. Dạ. Đó giờ chưa nghe nha. Lần đầu tiên ha. Một sự kiện rất là đặc biệt ngày hôm nay. Là chỉ Chinh Chinh thôi. Chỉ là duy nhất là chỉ có trong gia đình này thôi. Lần đầu tiên cô con dâu đòi gả mẹ chồng. Chinh. Hôm nay là Chinh Chinh đòi gả mẹ chồng. Phải. Đây là nước chảy ngược đó. Có gặp bầu bạn. Nước này chảy ngược luôn rồi đó. Ngược đâu chảy thôi. Một sự kiện rất là ly kỳ. Rất là hấp dẫn, rất là đông. Vô. Tăng. Rồi tới một chuyện luôn. Tăng. Cái gì vậy trời? Cái đó mà mẹ chồng mà kiếm thêm ông về chồng á, tăng. Cái bộ tướng của Trinh này nhảy đẹp lắm ta. Tướng nó đi liễn liễn nó nhảy đẹp lắm đó. Dạ. Nhảy chấm chấm bóng luôn. Dạ. Trời giỡn hoài, tướng đại hiểu người ta mà nói hoài luôn. Trước khi ngày, tướng người mẫu. Người mẫu đà điểu. Ở đó kìa, tôi nhảy mà tôi đi kìa hát thảy á, giống nhỏ này nè. Mấy bà đưa ngồi đứng cự hoặc, cự. Mẹ thương, tôi nhận vào đây, quá
Bà ấy mà bà cũng bơ giá quá trời giống rồi. Không có giá có 5.000 ký rồi. Giá của mẹ là có 5.000 ký rồi, giá của con là 10.000. Ghê không? Nó bà vợ chồng không có giá bằng dâu. Thiệt luôn nghe. Nếu mà như mà Trinh nó đang nói, Trinh nó nói là hai người đặt so sánh với cái bằng căn á, nếu mà hai người mà để một chỗ á là xem người khác chọn ai sẽ chọn Trinh không chọn bà vợ chồng. Vậy gì? Giá con là 10.000. Công nhận nha. Trinh với hai mẹ con á rất là giống, rất là hợp tình luôn. Đúng rồi, có những điểm rất là tương đồng, giống nhau luôn á. Nhìn kỹ đi. Nhìn hoài á. Mà hình như là hai mẹ con, mẹ chồng nàng dâu giống mẹ ruột con đẻ dữ hay mà. Ừ. Giống hệt luôn trời ơi. Ừ. Còn mặt còn trong kia giống như gái vậy á. Ừ. Rồi vậy nó đi nói sao luôn. Đơ luôn. Nhớ anh lỡ là để trong nhà này còn con là con ruột của mẹ bất rễ nữa mà. Đúng không chú Dành? Hỏi chú Kiên hả, chú không biết. Đúng không chú Dành? Đúng. Thưa chị, dạ mẫu dạ đàng rồi. Hoàng Trinh Trinh hỏi với dạ Trinh đàng hoàng dạ. Chứ đâu thưa hơi dạ chậm. Anh lỡ là con rể trong nhà này thôi. Ừ. Rồi sao nữa? Con là con ruột của mẹ đúng không? Đó. Nó có công chuyện của mẹ chứ sao mẹ luôn. Con ruột phải sáp vô. Vô. Ờ. Phải lấy mẹ con là con cả luôn đi chưa? Gả mẹ chồng đi rồi là con ruột bà luôn. Đi vừa đi cho con là một giường thờ riêng, một giường bán cầu. Tính là gả cho ông nào gì Trinh? Ông năm thờ riêng. Thằng gì đã? Vậy là quyết định là mẫu nữa nghe. Vậy là quyết định là chị gả trong năm sầu riêng được phải không? Quyết định luôn. Và chị sáu ổi không? Sáu ổi không thì bán muối rồi. Bạn mít hả? Không có vợ mở ở Mỹ Tho rồi. Dạ. Chính xài. Chính xài không đi qua Mỹ bán xài rồi. Mười cam. Mười cam muốn đi lên cam ở chợ nào. Rồi xong luôn. Là chị chịu năm sầu riêng thôi. Vậy không sầu riêng. Vậy là Trinh tính ra bán năm sầu riêng nữa. Bảy ơi. Thôi chịu số phận đi Bảy ơi. Ra thôi lỡ con dâu nó gả thôi. Chứ biết đâu giờ. Trời tôi hiểu xài mỗi ít cho chị tùm lum lá cho. Vậy Trinh đâu phải ăn sầu riêng. Ôi, nó có giá hơn chứ cái gì. Vậy đó, người ta cũng có câu là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó đi. Nghe theo đi Bảy. Rồi, mẹ sầu riêng lên giá là mẹ sắm vàng đeo trời. Lũng lẳng nè. Con cho chị vàng là con. Thôi thôi mẹ cho em. Để dành xài đi. Đưa đồ giả phải đưa đồ thiệt cái lấy rồi. Đánh lắc à. Cũng dài ha, chào Trinh nha. Bye bye Trinh nha. Dạ là món phát tài phát lầu. Chào bye bye Trinh. Rồi rồi.